Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2024, Đoàn lãnh đạo Ủy ban Quốc tế Đại lễ Về sắc Liên Hiệp Quốc ICDV và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Đoàn do trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hòa Thượng Giáo sư Tiến sĩ Farama Pundit, Chủ tịch ICDV đồng dẫn đầu. Tiếp đoàn có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy cùng đại diện Sở Nội vụ, các ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Phát biểu tại buổi gặp, Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Farama Pundit đánh giá cao và cảm ơn chân thành chính quyền thành phố đã tạo điều kiện cho các công tác chuẩn bị đại lễ trong thời gian vừa qua. Hòa thượng cho rằng đây sẽ là cơ sở để chưa đầy một năm nữa, đại lễ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Dịp này, Chư Tôn Đức trong phái đoàn cũng có chia sẻ về chuyến đi và các ấn tượng để lại về văn hóa con người thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất sôi nổi, đa dạng bản sắc bậc nhất khu vực phía Nam. Đại Lao trưởng Lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện, tri ân sự quan tâm sâu sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành. Tin tưởng vào thành công của đại lễ, Thượng tọa Tổng Thư Ký cho rằng đây sẽ là sự kiện tôn giáo, văn hóa nổi bật, góp phần vào thành công chung của năm kỷ niệm lần thứ 50, thống nhất đất nước. Phát biểu với đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chào mừng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông tin tưởng Phật giáo Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội và cho cộng đồng quốc tế theo truyền thống nhập thế và phụng sự mà Đức Phật chủ trương. Qua đó, Cam kết chính quyền thành phố tiếp tục nỗ lực hỗ trợ kịp thời các cấp giáo hội trong công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản liên hiệp quốc Vesak năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.